Vâng, xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay shop hàng nhà mới sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc nồi đảm bảo được 3 tiêu chí, đó là chiếc nồi vừa ngon, bổ mà rẻ nữa. Đây là một chiếc nồi của hãng Hitachi, có mã là RZH10EZ, một chiếc nồi mà đời rất là cao, đời 2022 và mới là 100%. Đấy, mới là 100% nhé. Vẫn còn nguyên sách như thế này. Sách và ly và cốc. Đấy. Một chiếc nồi này là vô cùng hiếm trên thị trường á, tại vì đây là một chiếc nồi thuộc hàng trưng bày của nồi điện Nhật. Đây, một nồi màu trắng, màu bạc như thế này, có hình oval, thiết kế rất đặc trưng của các nồi điện Nhật. Đấy, chữ là Made in Japan này. Đấy, xung quanh là không có một vết xước nào cả. Đấy, như thế. Chúng ta xem bên trong nhé. Đây, các vết răng này. Đấy, mới cóng. Đây, răng xanh lét luôn. Đố mọi người tìm được vết ố luôn. Sao mà ố được? Đây là cái nồi mới mà. Đây là một cái nồi mới hàng trưng bày chưa sử dụng gì cả. Hàng trưng bày. Nó sẽ tiếc ở một chỗ là cái nồi này nó sẽ không có thùng. Nhưng mà đó chúng ta vẫn sẽ đổ tất cả các phụ kiện như là cốc hay ly, là cốc ly này, muỗng này, sách này. Đấy. Nó chỉ không có thùng thôi. Và đương nhiên rồi, vì nó là hàng trưng bày nên là nó sẽ rẻ hơn cái hàng mới 100%, hàng nguyên thùng ấy. Sẽ rẻ hơn. Thì chiếc nồi này nếu mà mua mới chúng ta sẽ mua ở đâu đó sẽ tầm 7 triệu hơn một tí. Chỗ nào mà mua được giá hơi sẽ là 6 triệu, gần 6,5 triệu, và 6,5 triệu gần 7 triệu gì đấy. Nhưng mà nhá, ở đây cửa hàng hàng nhật mới bán chiếc nồi này mới 100%, nguyên sắt đây, không có thùng thôi, giá của nó chỉ tầm 4 triệu, gần 5 triệu thôi. Đấy, mọi người lưu ý nhá, chúng ta vào cửa hàng hàng mới ở trên shop đường link như thế này đây. Đấy, mọi người tìm hiểu vào RZH10EZ mới 100%, em show cho mọi người coi luôn. Đây, một chiếc nồi ở trong là son 4 lớp nhá. Đấy, son 4 lớp này, mọi người nhìn này. Đấy, mới nguyên, có đã đổ nấu gì đâu mà nó cũ. Đây, chữ này. Xong này là son 4 lớp. Bên trong ta sẽ có lớp chống dính này. Ngoài lớp có than, lớp than ở ngoài. Ở trong này còn một lớp nữa là lớp nhôm. Đấy. Trong này thì có những cái vân như thế này. Đấy là cái vân mà cái chấm chấm này để tạo cái bọt khí, khi mà chúng ta nấu sôi cơm thì nó hạt sẽ đảo đều và cơm nó sẽ chín đều được. Đấy, đó là cách, là công nghệ của chiếc nồi nha. Tầm 4-5 triệu chúng ta có một chiếc nồi mà có nó có cả áp suất. Đấy, áp suất bi này mới nguyên nhé, đời 2022, bảo đảm là không lỗi luôn. Đấy, tất cả mọi thứ đều xanh hết này. Đấy, mới hết màn hình, em cắm thử cho mọi người xem luôn. Đấy, cốc là muỗng đứng được này. Đấy, cái này là quà tặng của hãng. Đấy, xây giấy mới luôn. Cắm thử cho mọi người xem. Đấy, màn hình hiện lên. Qua lại chọn menu nấu cơm, nấu gạo, nấu ít cơm này. Chúng ta nấu 1-2 lon chúng ta ấn này nó sẽ tiết kiệm điện. Menu chọn gạo. Đấy, bắt đầu nấu thôi. Đấy. Nấu bình thường, không có vấn đề gì cả. Tắt hủy thôi. Đấy. Hiện giờ luôn nhá mọi người nhá, hiện giờ luôn nhá. Nói chung là một chiếc nồi mới 100%, để rất là sang luôn. Cái màu trắng này rất là sang này. Đấy, không phải màu trắng mà là màu bạc. Cái hình oval nữa. Đấy, đồ Nhật mà hàng trưng bày rất là hiếm, đời 2022, cho mọi người xem lại. Đúng nhỉ? Đây, này là đâu rồi? Cái chữ ở đây. Đây là Made in Japan này. Cái chữ này là tiếng Nhật Made in Japan này. Đây là đây 2022 này. Đấy. Sản xuất 2022, hàng trưng bày mới 100%. Giá rẻ hơn nhiều so với hàng mới. Mọi người mua ngay thì quá ngon, quá rẻ. Ngon, bổ và rẻ. Mọi người nhớ nhá, Hitachi H10EZ. Khi ta mua thì nó sẽ được tặng kèm những cái sách này, catalog, hay là cốc và muỗng. Ngoài ra thì cũng sẽ có một cái bảng hướng dẫn sử dụng thế này, chúng ta có thể sử dụng được nồi cơm. Đấy, cái nút này được dịch ra hết rồi. Đấy, cái nút mình chỉ tùy chỉnh theo thôi, muốn sử dụng như thế nào giờ chỉ đến đấy. Và ra nếu mà các bạn mua ở ngoại thành hay là chúng ta muốn vận chuyển nhà thì bên em cũng đang có chương trình là giao hàng miễn phí, một đặt mua thôi. Chúng ta liên hệ với bên em qua số điện thoại như thế này, Zalo của số điện thoại luôn. Đấy, chúng ta bấm vào Zalo, chúng ta hỏi về cái sản phẩm này. Bên cửa hàng em sẽ tư vấn cho mọi người xem. Và nếu chúng ta mua để là địa chỉ
để lại số điện thoại, bên em giao hẳn về tới nhà luôn, không lấy một đồng phí nào cả. Trên internet nha, mã sản phẩm là Hitachi RZH10EZ, nồi trưng bày 2022. Cảm ơn mọi người đã xem, nhớ click vào link mua hàng nhé.